Sử dụng máy rửa bát tốn những gì? Muối rửa bát có tác dụng làm mềm nước, loại bỏ các tạp chất. Túi 1kg như thế này có mức giá 120.000 đồng, dùng trong vòng từ 2 tới 3 tháng. Vị trí 1 tháng mất khoảng từ 40 đến 50.000 đồng. Tiếp theo là nước làm bóng, có tác dụng làm bóng và khô bát đĩa. Một chai 500ml như thế này có mức giá 180.000 đồng, dùng trong vòng 2 tháng, vị trí 1 tháng hết khoảng 90.000 đồng. Tiếp theo là viên rửa bát, 100 viên có mức giá 320.000 đồng, dùng trong vòng hơn 3 tháng, vị trí 1 tháng hết khoảng hơn 100.000 đồng. Hoặc nếu mọi người muốn tiết kiệm hơn, chúng ta có thể dùng bột rửa bát, một can 1kg như thế này dùng trong 1 tháng, có mức giá là 50.000 đồng. Và cuối cùng là dung dịch vệ sinh khoang rửa bát, 1 tháng hoặc sau 30 lần rửa chúng ta sẽ sử dụng, và một chai như thế này có mức giá là 140.000 đồng. Và tiếp theo là về lượng điện năng tiêu thụ, một chu trình rửa sẽ khoảng 1 tới 2 số điện, vì thế 1 tháng sẽ mất khoảng từ 120 tới 120.000 đồng. Còn về lượng nước, một chu trình rửa sẽ mất khoảng từ 9 tới 12 lít nước, vị trí 1 tháng sẽ mất khoảng từ 3 tới 4 khối nước, và mức giá chúng ta sẽ phải trả là khoảng 60.000 đồng. Như vậy thì 1 tháng chúng ta sẽ mất khoảng từ 300 tới 500.000 đồng cho toàn bộ những phụ kiện này. Và mọi người cũng đừng quên, toàn bộ các chất tẩy rửa của Finish đều đang được bày bán tại điểm máy Quang Hạnh với mức giá vô cùng phải chăng và ưu đãi. Mọi người nhanh chóng tới showroom để trải nghiệm cũng như mua sắm nhé.